tầng sâu từ trái tim của người cũng như anh, thì cái việc sáng tác ra những bài hát đó đối với anh có một cái ý nghĩa như thế nào? Vâng, thực sự âm nhạc an ủi tôi rất nhiều những lúc cùng cực và cô độc. Những khi đó tôi dùng đó để viết lại những cảm xúc của mình, cũng như những giấc mơ, cũng như để nghêu ngao với chính mình và chia sẻ với bạn bè. Tôi cũng hiểu rằng khi mà người ta không thể khóc được nữa thì hãy hát lên để vơi đi những buồn đau thuộc về đời sống, như là nó phải như vậy. Và tôi cũng yêu thích cái đẹp, tôi thích những trò chơi thách thức, sự kiên trì và khéo léo đòi hỏi phải giải quyết một cách hài hòa hợp lý. Vì lẽ đó, viết một bài hát được nhiều người ưa thích cũng là niềm vui của chính mình. Nó cũng cân bằng lại với những nhiễu động đã dày vò ám ảnh tâm trí mình, bắt mình phải ngồi xuống viết ra bài hát đó. Và viết một bài hát cũng giải thoát những món nợ ân tình mà cuộc đời mang lại cho mình, như quê hương, tình bằng hữu, những gì yêu thương mình và những gì mình yêu thương lại. Cho nên những bài hát của tôi là tập hợp toàn bộ những cảm xúc tôi đã trải qua và muốn tái tạo lại nó, chia sẻ với bạn bè. Nó cũng là những biến cố thực sự đã đến với tôi trong cuộc đời này. Và những bài hát cũng đã vỗ về tôi rất dịu dàng như một giấc mơ êm ái, để giúp cho tôi tiếp tục cuộc hành trình nghêu ngao với những cảm xúc lắng đọng trong tâm hồn tôi. Ừ thôi, thí sinh được làm ngọn gió để đưa.